hãy yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất ai chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em tự biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh bảo nó lúc đi làm về bảo về đi, nó cứ rủ vào vào đây hát hò các thứ. Đấy, thấy chưa? Thấy không? Nó bảo nó cơ mà rủ anh hàng xóm đi à? Hả? Rủ anh hàng xóm đi bảo về đi, không nghe tao cơ. Vậy tuyệt vời nhất là mình sẽ chia. Mày chia sẻ với tao thế nào? Hả? Đạp vợ nó khổ lắm chứ. Còn cãi à? Thế mày lên mày đi hát à? Hả? Thì thoảng con nghẹ một hôm, miệng giận. Ngày hôm nay tao mà không bắt được thì có những hôm nào nữa hả Đạt? Mình là đầu tiên. Vợ con ở nhà thì nhiều nhá. Mày ở đây mà mày ôm cái mày dám hát về này được à hả? Bảo rồi về đi. Ai không mày về mà. Ôm cái để hát. Cái này hát tôi nghe được gì. Mày thấy cay không? Mày cay hơn cô nữa sao? Cãi, cãi. Mày chả muốn cãi vừa thôi. Hôm nay về đánh mày bằng chết thôi. Đi về. Xin là xin kính biệt cô.